Ok, xin chào anh em, chào mừng anh em đến với Game Today. Đầu clip như thường lệ, tôi xin được gửi những cái lời cảm ơn chân thành nhất tới các anh em đã ủng hộ cho kênh. Tôi xin được cảm ơn anh em Đời Vô Thường, anh em Nam Nguyễn, anh em Đỗ Phạm, anh em Duy Lương, anh em Nguyễn Tuấn Nghĩa, anh em Quang Thắng, anh em Hoàng Dũng, anh em Hùng Mạnh, anh em Vũ Đức Việt, anh em LQT và anh em Tú Nguyễn đã đăng ký làm hội viên ở trên kênh, cũng như là tiếp tục gia hạn hội viên, giúp tôi có một cái nguồn thu nhập ổn định, cố định hàng tháng. Cảm ơn toàn thể các anh em rất nhiều. Hiện tại đang là Meta Warrior anh em ạ. Thế là đầu game nó cho khá là nhiều con Warrior. Chính vì thế tôi pick Warrior cho dễ chơi. Cho nhiều thật đấy. Swordman này. Lóc lại hay là bán một con đi này. Nếu bán thì tôi chắc là tôi bán con Spirit thôi. Stone Spirit. Bài này thì nói chung là tôi nhìn vào đồ ấy. Anh em cũng có thể thấy là thực ra đồ này thì chơi Hunter ngon hơn. Chơi Hunter ngon hơn là chơi Warrior. Nhưng mà Warrior thực ra nếu mà nó cho nhiều đầu game thì cũng nên chơi anh em ạ. Thực ra chọn đội hình để chơi chuỗi thắng thì chúng ta cứ chọn những cái quân cờ mà chúng ta được cho thôi. Đấy. Tôi thì người chơi hệ gọi là đánh bổi củi mà. Anh em cũng biết là cũng không có chọn theo đồ nhiều. Chủ yếu là tận dụng như quân bài thôi. Bởi vì thực ra đồ bây giờ nó cũng chưa quyết định được. Còn rất nhiều những cái round, 3 round đầu nó cũng đâu có quyết định được nhiều lắm đâu đúng không em. Đấy, bài ra cỏ ấy. Cái quan trọng là nó ra cái con cỏ trong cái bộ nào thì tôi sẽ chơi bộ đấy. Đấy. Rồi, tôi chơi cái bộ set nhá. Đánh chuỗi thắng không có cái giáp thì tôi chơi cái bộ set thôi. Còn nếu mà có cái giáp thép thì tôi cũng sẽ ghép cái giáp thép. Nếu mà chơi Warrior anh em nhá. Chơi Warrior thì anh em cứ ghép cái giáp thép đầu tiên cho tôi. Đấy, khi mà anh em không có thì anh em có thể là ghép cái búa xét thì cũng ok. Đấy cũng là những cái món đồ đánh chuỗi thắng. Yên tâm. Anh em nhìn thế thôi nhá. Round này có sao Breaker kẹp đỏ đúng không? Không sợ. Không sợ anh em ạ. À, bởi vì làm sao tôi ghép cái búa xét rồi. Yên tâm. Đấy bây giờ một solo với ba. Solo nổi không? Làm sao mà solo được anh em ơi. Phải mà, Warrior bây giờ nó đang là thế lực á. Đấy. Chỗ này có Thunder Spirit đúng không? Thunder Spirit nhưng mà không có đồ anh em nhá. Đấy nên là thôi tôi cũng không chơi đâu. Đồ này tôi không có lấy trượng phép. Nên là tôi ôm vào ấy thì nó sẽ tốn tiền ấy. Tôi không đánh được chuỗi thắng. Bởi vì nếu mà tôi xây dựng như này ấy, là chắc chắn là ở level 6 là 6 con Warrior rồi. Đấy, chứ còn không có gọi là lan man chuyển sang cái bộ khác. Bởi vì là nếu mà chúng ta chuyển sang cái bộ mết ấy, kẹp cái Spirit thì cái giai đoạn này chúng ta có một cái bộ set, chúng ta không có cái cửa nào đánh chuỗi thắng cả. Anh em nhá. Nó phải là một cái bộ đánh tay. Rõ ràng. Trừ khi là chúng ta có con Flame Wizard ấy. Đấy, thì chơi mết thì cũng được. Nhưng mà thôi, trận này thì tôi sẽ xây dựng bộ Warrior thôi. Tì đè được đầu game mà. Đang meta anh em ạ, khỏe. Đánh dễ dàng đánh chuỗi thắng. Đấy, có Warrior cho sẵn rồi. Chỉ việc chơi thôi. Khỏe lắm anh em ạ. Sắp Swordman sắp lên 2 rồi này. Ok. Rồi, lên up cấp luôn. Warrior tì đè đầu game khỏe lắm anh em ơi. Giáp to máu trâu. Đấy, bây giờ mà có con chó sói nữa thì thật tuyệt vời luôn anh em ạ. Hai bit này, hai bit kẹp hai đỏ. Ui ôi, hai bit kẹp hai đỏ là có thể chơi vô tư đến round 11. Thêm con Berserker nữa thì là lên 7. Kẹp hai Glacier nữa. Chính ra nhá, chơi cái bộ Warrior nếu mà anh em không để ý thì tôi cũng chia sẻ với anh em là chơi cái bộ Warrior ở level 7 ấy. Tôi nghĩ là cái bộ Warrior là cái bộ mà nó kích hoạt được nhiều cái synergy nhất trong cái giai đoạn level 7. Đấy, nó kích hoạt được đỏ này, hai đỏ này, kẹp cái hai bit này. Đấy, kẹp cái 6 Warrior này, kẹp cái hai Glacier ở level 7. Đấy, nếu mà như thế thì cái đội hình nó rất là mắc binh luôn. Thậm chí là cái đội hình như thế nhá mà anh em chỉ có khoảng 1-2 con 2 sao thôi là có thể đánh vô tư với những cái line up như là 6 Hunter kẹp hai đỏ ở level 7 rồi. Đấy, rất mạnh. Chỉ cần Swordman lên 2 này. Đấy, hoặc là Aquaman lên 2 thôi. Không cần phải Berserker lên 2 sao luôn là chúng ta có thể chơi được. Đấy, bây giờ tôi thiếu một con đúng không?
Tôi cái bài này tôi cứ dí cấp lên cao sớm. Đấy, để làm sao để ra được mấy cái con 4 đô. Mấy cái con 4 đô kiểu Doom ấy, ra Doom cái gánh luôn. Doom 1 sao thôi, dồn đồ cho thì cũng gánh được tốt rồi. Thế là tôi có điều kiện thì tôi cứ up cấp sớm thôi anh em ạ. Kể cả những cái thằng như này nhá, có những cái con nhưng mà round này có vẻ như là tôi sẽ thua đấy. Hơi căng nhá. Thắng nổi không? Ui rồi vẫn thắng anh em ạ. Khỏe chưa? Toàn 1 sao. Thế mà vẫn ăn được cái round vừa rồi anh em ạ. Nhưng mà không được đâu. Chắc round này tôi phải xả tiền đó. Tới tầm này tôi phải xả rồi. Ok đều nha anh em nha. Đủ 6 warrior. Đội hình vẫn yếu anh em ạ. Đùa hơi đen đấy. Anh em nhìn thấy tôi có 3 cặp ở đây mà tôi roll 15 tiền không ra nổi con nào lên 2 sao luôn. Trừ con Axe. Con Axe thì nó tăng cơ, không tính tiền. Phải ra được ví dụ như là ra được con Scottman cơ, hoặc là con Aquaman. Con Aquaman lên được 2 sao thì mới giữ chuỗi được. Đấy mà xả quả vừa rồi là xả từ 15 tiền luôn. Xuống còn hết tiền luôn đấy, hết sạch tiền mà cuối cùng không lên được. Hy vọng là có thể giữ được chuỗi. Tầm này là nó vẫn còn yếu nhá anh em nhá, đội hình này chưa phải mạnh. Đấy, cái tầm này hên xui. Gặp Lubita này. Này ăn được. 3 Hunter kẹp 2 bit đúng không? Ăn được. Nói chung là nếu mà nó không lên 2 sao tôi sẽ phải xả lần nữa đấy. Đội hình này còn yếu ở trong giai đoạn này anh em nhá. Còn yếu, vẫn phải xả. Rồi, rồi tiếp anh em nhá. Hết tiền luôn. Đây rồi. Thuyền trưởng này. Ok. Ok nhá, bây giờ chuyển đồ cho con 2 sao thôi. Con Tutka này nó cũng có thể gây đam được. Này ổn áp chưa nhỉ? Có cần phải xả thêm phát lửa không nhỉ? Xả phát lửa ra 11 thôi nhá. Bây giờ ra 9 rồi, ra 10 nghỉ. Ra 10 nghỉ, ra 11 tiếp. Anh em thấy xả cắt không? Không sao cả. Hết tiền không sao cả anh em nhá. Tiền nó không phải là vấn đề. Cái vấn đề nó là cái chuỗi này. Đấy. Nếu mà ở đây chúng ta vẫn còn ở đây là 3 cặp thì chắc chắn là tôi sẽ xả tiếp đấy anh em ạ. Chắc chắn đấy. Khi nào mà những cái cặp này nó lên 2 sao hết, hoặc chỉ ít là Scottman hoặc là Aquaman lên được 2 sao thì lúc đấy mới dừng lại cơ. Thôi thế thì tôi có thể dừng lại được rồi đấy anh em ạ. Ok, đấy, thế là ấm rồi đấy. Để tôi cho anh em xem mà tôi giữ ở chuỗi này đến bao lâu nha anh em nhá. Đấy, không thèm giữ tiền luôn. Giờ tôi tính xem là tôi sẽ gặp tới thằng nào. Để xem là tiếp theo chúng ta sẽ gặp ai nhỉ. Miroi đây rồi. Yếu. Không phải làm gì cả anh em nhá. Đánh được. Rồi nào sau tôi sẽ để yên ở level 6 đó. Đấy, tầm này tôi đã đôn ra được cái con Tutka 2 sao và con Aquaman rồi thì tôi nghĩ là tôi sẽ không làm gì cả. Bây giờ đợi con sói ra thôi. Phải có con sói ra để kích hoạt beat nữa thì nó mới đủ đam. Sói ra thì sẽ kẹp beat vào đó. Thay cho Spirit. Stone Spirit sẽ cho ra nhá anh em nhá. Ok, dắt thép rồi. Con Scottman nó tự ra anh em ạ. Trong khi vừa lấy tôi roll hết tiền nó không ra. Bây giờ thì tôi không roll thì nó lại ra. Ảo thật sự. Có khi nào vừa lấy mình xả tiền nó một cái gì nó rất là ngu ngốc không? Xả tiền là một cái gì đấy rất là dại dột. Bởi vì nếu mà chúng ta không xả thì chúng ta sẽ có bài. Còn chúng ta xả thì y như rằng là chúng ta sẽ không ra. Đấy. Có phải là cái nguyên tắc, cái quy tắc của con game này nó thế không nhỉ anh em nhỉ? Dã man thật sự. Khi mà chúng ta có một cái đội hình mạnh ở trên bàn cờ thì chúng ta có được quyền là giữ tiền nha anh em nhá. Được quyền là không làm gì cả. Đấy thế thôi. Đương nhiên là cái thằng này nó yếu hơn thì tôi tính toán là round này gặp thằng này thì yếu hơn rồi. Đấy mà yếu hơn thì thôi vô tư. Nói chung là phải dựa vào sức mạnh đội hình của chúng ta đánh giá để xem là có lên up hay là xả tiền hay là như nào đấy. Đấy, nếu mà thấy nó có triển vọng trong cái việc là đánh chuỗi thì xả tiền thôi. Thằng này là tí nữa nó chuyển về Greater đấy. Ghép đồ là Greater đấy rồi.
Đây rồi, con sói rồi anh em ạ. Cho sói vào đó. Đấy, nó có rất nhiều Selesai nhá. Bây giờ ra Berserker này, cái thay cho thuyền trưởng. Đấy, Berserker thay cho thuyền trưởng up lên 7. Cho kẹp Glacier vào. Một cái đội hình ở level 7 mà kết hợp phải đến 4-5 cái Selesai. Khỏe lắm anh em ạ. Rồi, tôi ở bây giờ tôi mạnh rồi anh em ạ, nên tôi không làm gì cả đâu. Mạnh rồi. Thế tầm này mạnh rồi nên thôi tôi cứ để đấy thôi. Này, Eco chơi gì đây? Sát thủ à? Insect. À. Eco chơi Insect à? Insect thì Warrior cũng khá sợ nhá. Đấy là một cái đội hình mà khi người ta Eco sau đó người ta xả tiền, người ta gặp tôi là người ta thì cắt chuỗi được ấy. Nhưng mà rất tiếc là đã gặp sớm rồi. Gặp sớm vào round 12. Khả năng cái lúc mà xả tiền thì đương nhiên nó phải là round 20 mấy cơ. Không sợ. Thằng này khỏe này. Up 7 đây nhỉ. 4 đỏ kẹp 2 Glacier kẹp với cả 3 Warrior. Khỏe đấy. Thằng ở dưới này cũng khỏe này. Đánh giá là tương quan của sức mạnh đội hình thì thằng này là chơi có vẻ như là chơi chơi cái bộ Saman kẹp với cả Phu Lần đấy. Gặp luôn này, thằng này xả hết tiền để cắt chuỗi tôi này. Kẹp với cả đỏ đúng không? 4 đỏ. Nhưng mà Warrior nó đang thế giới bạn ơi, chưa chắc. Bạn 4 đỏ, tôi cũng 2 đỏ, ngoài ra tôi có 6 Warrior nữa, giáp rất to anh em ạ. Nó đang là meta mà. Đội hình meta thì giữa game ngon lắm anh em ơi. Khỏe lắm. Không có cái cửa nào ăn được tôi hết. Cái thằng kia là up 7 chứ chắc nó gặp tôi là nó ăn được đâu. Tôi vẫn là bình thường. Tôi vẫn không có ý định là up cấp. Đấy, tôi vẫn giữ tiền. Bởi vì cái thằng có chuỗi kia ấy, nó cộng 8 nó gặp tôi vớ vẩn nó vẫn bị tôi đấm sấp mặt luôn ấy. Đấy, bây giờ cho chấp nó lên 8 luôn vẫn ok. Chưa có Berserker nữa thôi. Chắc là tôi cũng bỏ qua mấy cái con Glacier anh em ạ. Thôi ngồi đợi cái chuỗi kia đến lụm tiền thôi anh em ơi. Tôi nghĩ là như thế. Ngồi đợi thằng kia đến xong lụm tiền thôi. Chứ còn cái tầm này chả phải làm gì. Trừ khi là bây giờ ra Berserker thì tôi up 7 đó. Đấy đến luôn này. Lụm tiền thôi anh em. Lụm thôi chứ còn gì nữa. Cái tầm này thì làm gì có cái cửa. Không có cửa bạn ơi. Tôi mạnh hơn nhiều. Phượng Hoàng kìa, Phượng Hoàng bị tiêu diệt trong lúc hóa trứng. Cũng ghê đấy. Nhưng mà sống được bao lâu? Sống được bao lâu bạn ơi? Quá đơn giản. Hay quá anh em ơi. Đùa. Thật là như thế luôn. Mình là người có tiền. Lui squad lại squadman lên 3 sao được không? Được. Mình là người có tiền mà. Thoải mái đi. Tôi sẽ phải giữ cái chuỗi này đến coi như là round 20. Trời này có mết nhá. Kẹp cá. Sắp tới sẽ là kẹp cá nha anh em nhá. Đánh đến từng round cẩn thận. Chi tiết đến từng round một luôn đấy anh em ạ. Lặn lót đến từng round một luôn. Xả tiền ở giai đoạn nào, giữ tiền ở giai đoạn nào, tính toán nó cực chuẩn. Bây giờ nhá, để xem nhá. Rồi ok. Ok nha, xem những cái đối thủ mà chưa gặp nào. Điểm qua một chút và gương mặt là có 4 bit là chưa gặp à. 4 bit khá căng đấy. 4 bit ra được gấu, ra được con unicorn đã lên được là 3 sao rồi. Khá căng đấy. Sau đó chúng ta vừa phải kẹp cá, vừa phải kẹp Glacier. Level 8. Bây giờ mà ra Berserker dí hẳn đến 8 luôn nhá. Chưa có Berserker. Ok. Rồi. Tôi up 7 đây. Up 7 xả tiền luôn anh em nhá. Kiếm cá cái đã. Kiếm cá cái đã. Đánh an toàn anh em ạ. Đây rồi. Bây giờ thêm con Glacier nữa là đẩy 8. Đẩy 8 kẹp Berserker vào.
đánh là 6 Warrior kẹp 2 cá. Đấy, xong rồi kẹp 2 Glacier. Anh em thấy cái đội hình Warrior này ở trong từng cái level một, nó có những cái bước mà khi mà thêm một level chúng ta có thêm một cái Selezy rất mạnh. Gặp Hunter vô tư, Hunter vô tư, nhưng mà cái con Aquaman của tôi đang bị bớ vào anh em ạ. Tôi chết mẹ, Aquaman chết đầu tiên ấy hả? Ăn nổi không? Ủa, vớ vẩn mất chuỗi không? Không, 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 tôi không nghĩ là mất chuỗi đâu. Thuyền trưởng còn chưa đặt thuyền. Đây rồi. Rất nhiều những cái khống chế, rất nhiều những cái lượng đam gây ra đến từ rất nhiều các cái con bài, không phải là chỉ có một con duy nhất là con Aquaman. Siren tiếp này. Lên 8 luôn hả? Đấy, đánh thế cho nó an toàn anh em ạ. Bây giờ cái con Siren này tôi cũng sẽ cho nó lên 2 sao thôi. Bởi vì sớm muộn gì thì cũng sẽ phải kẹp Marine vào, trận này có mết chắc chắn đấy. Chỉ có cái giai đoạn là lên 9 là tôi sẽ kẹp 9 Warrior thôi. Nhưng mà tôi sẽ cố gắng trở lại, tôi sẽ đẩy cấp lên sớm. Gặp thằng này có vẻ to này. To đấy. Nhưng mà trong khoảng thời gian đóng đá là cũng giết hết. Có mèo nhảy căng hết nhở. Vớ vẩn mất chuỗi không? Vớ vẩn mất chuỗi không? Xoay đi, giết con mèo được. Đúng rồi. Hay quá anh em ơi, vừa đủ. Còn hai con cơ. Vừa đủ. Quá tuyệt vời, cứ tưởng mất chuỗi. Thuyền trưởng tiếp này. Ưu tiên cho con thuyền trưởng anh em nhé. Lên cái giai đoạn lên 9 ấy là chúng ta sẽ không có kẹp được cái con Medu 2 sao. Nên là nếu mà Medu lên 2 sao thì thực ra vứt ra ngoài thì cũng hơi phí anh em nhé. Còn bây giờ tôi đang sợ cái thằng nhà mết kia đó, nên tôi sẽ kẹp cái con Medu vào. Nhưng mà đến round 21 thì cũng sẽ bỏ ra sớm thôi anh em ạ. 21 thì sẽ là 9 Warrior anh em. Lobita. Đây rồi. Kẹp cá rồi bạn ơi. Yên tâm. Cũng xả tiền cắt chuỗi tôi, nhưng mà tôi kẹp cá vào rồi. Thực ra mấy ông này đánh cũng rất khôn nhá. Tức là chơi mấy cái bộ line up và counter vào cái line up top 1 ấy. Đấy, nhưng mà tôi có cá vào rồi. Ui, gần thua anh em ạ. Vãi đái thật. Suýt thua. May quá anh em ơi. May quá. Ui, máu còn có tí máu ạ. Chơi nói chung là vẫn là cẩn thận. Đến được vị trí của Tuấn Cơm. Bây giờ lại ra con sói này. Bán con gì đi? Bán Medu đi à? Round 19. 9 Warrior. Nói chung ấy là tầm này thì tôi có đủ 9 Warrior rồi. Đấy, nhưng mà tôi nghĩ là cái tầm round 19 này cũng chưa cần phải đẩy lên 9 sớm. Với cái sức mạnh đội hình như này thì vô tư anh em ạ. Đánh được. Không cần lên 9 sớm đâu. Nào sao cũng được. Gặp thằng Beat đúng không? Mà khổ cái là chúng ta chơi Warrior thì chúng ta sợ gì Beat đâu. Chơi Warrior chả ở sợ Beat luôn. Cái bộ Warrior nó counter ở Beat mà. Đấy, mặc dù là đối thủ có 6 bit rồi đấy. Đấy, đủ 6 bit nhưng mà vẫn ăn vô tư luôn. Bởi vì làm sao cái lượng giáp nó rất to. Đam ở bit nó có stack vào thì nó cũng thế thôi. Không ăn thua. 6 bit rồi này, 6 bit kẹp full lần vẫn thua. Anh em thấy không? Khỏe. Đấy, nếu mà tôi mà đánh giá đội hình không chuẩn là round vừa rồi là tôi thấy là tôi gặp 6 bit là tôi cũng up cấp rồi đấy. Tôi cũng up lên cấp 9 rồi, nhưng mà không. Đấy, đánh giá đội hình chuẩn đỡ phí tiền. Cái nhà Lobita nó đã có 6 human rồi. Bây giờ hiện tại chỉ có hai nhà mà gây cho tôi khó khăn thì chính là nhà 6 bit và nhà Lobita thôi. Nhưng nhà 6 bit có vẻ như cái số máu nó quá quá thấp do chơi Echo.
Đấy. Cái việc đánh giá đội hình của chính bản thân ấy nó rất là quan trọng anh em nhá. Đấy, nó rất là quan trọng để có thể đưa ra được những cái quyết định là sử dụng tiền để xả tiền form đội hình hoặc là giữ tiền để có một cái lượng tiền đủ để có thể up cấp. Đấy, nó gọi là sử dụng tiền một cách rất hợp lý nhờ cách đánh giá đội hình. Thôi rồi, lên 9 thôi. Cái tầm này chúng ta có thể đẩy nó lên 9 thôi. Ok nha anh em nhá, 9 Warrior ở round 21 thì bây giờ đang là meta thì yên tâm. Đến cái tầm này thì rất khỏe rồi, beat thì không thành vấn đề nữa. Bây giờ beat sang rồi đấm nó như con luôn đấy. Hứa 6 beat không thành vấn đề đấy, còn mết ấy thì bây giờ mà đen gặp thằng Lobita. Đấy, bây giờ mà đen gặp thằng Lobita thì là mất chuỗi. Đấy, còn nếu mà bây giờ mà không gặp thằng Lobita thì là tôi khả năng là lên round 23 lên 10 kẹp cá nha anh em nhá. Tức là chỉ có là 21 này, là 22, 23 thôi là tôi sẽ lên 10 luôn. Kẹp thêm cá vào là chắc chắn là cái chuỗi này nó sẽ giữ được. Đấy, là gặp thằng nào cũng vô tư luôn. Anh em cứ tin tôi. Đấy, cái việc riêng cái việc đánh giá đội hình, cái sức mạnh đội hình của tôi so với những người khác ấy thì anh em yên tâm nhá. Nó gọi là quá là thông thạo rồi. Rồi, roll nhá anh em nhá. Roll đã, chưa vội. Không phải là cái dùng cái tiền này để up dần lên 10 đâu, mà chúng ta sẽ phải roll. Bởi vì chúng ta chưa có Doom nhá anh em nhá. Nên là tôi sẽ phải roll một vài cái. Đấy. Chưa vội. Tất nhiên là chúng ta sẽ gặp thằng Lobita. Đấy, nhưng mà không sao hết. Không sao hết anh em. Đấy là gọi là đen thôi. Đấy, nhưng mà vẫn phải giữ đây để so với cả những cái người khác ấy, là vẫn còn những cái nhà khác nữa, chứ không phải chỉ có mỗi nhà mết, anh em hiểu không? Nên là cứ phải roll đã. Đây, như là beat nhá. Đấy. Có con 3 sao rồi, vô lần Witcher 3 sao đúng không? Nhưng mà theo tôi đánh giá thì cái bộ này vẫn chưa ăn được tôi. Đấy. Beat này không ăn được. Đẩy thấp máu lắm rồi. Đẩy cho 10 máu luôn mà anh em. Roll tiếp nha anh em nhá. Đây rồi, Doom rồi. Ok, đây bây giờ là mới gọi là ổn nha anh em nhá. Rồi, bây giờ ổn rồi đấy. Bây giờ là ổn này, mua cá. Vừa lấy chưa mua cá bởi vì chưa ổn nha anh em nhá. Ôm cá vào là tốn tiền. Nhưng bây giờ là đội hình này là gần như là tôi không làm gì nữa rồi. Bây giờ tôi sẽ để nguyên cái đội hình này. Đấy, nó ổn rồi, tôi sẽ để đội hình này, tôi tích 50 tiền sau tôi sẽ lên 10. Vừa lấy tôi bảo anh em là lên 10 ở năm 23 đúng không? Nhưng mà bây giờ tôi nghĩ là không cần nữa. Không cần nữa anh em ạ. Thế này tôi thấy nó ổn rồi. Nên là thôi. Cứ để 26 lên 10 đi anh em ạ. Cứ để 26 lên 10 đi. Đen gặp thằng mết thì chịu thôi. Gặp mết thì mất chuỗi thôi. Đấy, còn nếu không gặp mết thì vẫn chơi được. Tầm này mạnh mà. Gặp đỏ, gặp Saman, cái thứ này vô tư. Khỏe lắm anh em ạ. Đấy. Chơi nhiều biết thôi, chơi nhiều biết sức mạnh đội hình anh em ạ. Thế là đánh giá đội hình nó vẫn ngon. Ờ, không phải làm gì cả luôn. Bây giờ nhá, đội hình ngon rồi thì bây giờ áp dần lên 10. Đấy. Áp dần lên 10 đó, 26 lên 10 là vừa. Tôi sẽ ghép cái bờ linh cho con Doom nhá. Để chả may mà có gặp bọn mết ấy thì nó sẽ Doom một con già cho tôi. Thì vớ vẩn rồi lại gặp mết chưa chắc là mất chuỗi đâu anh em. Việc đánh giá đội hình nó quan trọng đúng không anh em? Anh thấy, anh em thấy, cũng có thể thấy. Tôi gần như là tôi giữ chuỗi bài này luôn. Đấy, từ đầu game nó xả rất nhiều, xong có những cái giai đoạn tôi dừng tôi không xả nữa. Đến cái đoạn tôi lại xả tiếp. Đấy, nó rất là nhịp nhàng. Do là quá thông thạo cái bộ này rồi anh em ạ. Cái bộ Warrior này. Đấy. Nhưng mà tất nhiên là anh em muốn đánh giá được cái đội hình này của anh em so với những cái đội hình khác ấy, thì anh em còn phải thông thạo những cái bộ khác nữa. Chứ còn không phải là chỉ có thông thạo một bộ nhá anh em nhá. Anh em sẽ phải thông thạo rất nhiều lineup khác nhau thì anh em mới đánh giá chuẩn được. Đây, sẽ gặp cái thằng này đây. Thằng này nó là cái thằng mà sẽ là nó đánh counter vào bộ Warrior đấy. Nhưng mà co của nó đang hơi lởm. Co bây giờ nó đang là con Shadow Killer. Không hiểu là vì là có phải là Shadow Killer vừa mới được bắp không. Đấy mà đánh Shadow Killer. Nhưng mà yếu lắm, không ăn thua. Bộ này là phải có Velom hồi máu thì mới chơi được. Chứ còn đánh bị phản không hồi máu được thì vẫn thua đó. Chơi co là Kira thì may ra ăn được.
Hay quá nhỉ anh em nhỉ, giữa chuôi đến tận round thứ 25 luôn. Vớ vẩn nhá, nếu mà đến round 25 ấy mà tôi lên được 10 thì khả năng là 100% máu đến hết game nó là có thật đấy anh em ạ. Vì mà để tôi đánh một cái chuỗi nó dài như này ấy, là gần như là đối thủ không còn có cửa đâu. Bởi vì tôi sẽ xả tiền rất gắt ở cái round sau. Đấy. Là gần như là đối thủ tất cả luôn ấy, không có cửa luôn. Khi mà tôi kẹp cá rồi thì là kể cả thằng bết là cũng không có cái cơ hội cắt được chuỗi tôi rồi. Trời ơi, quá căng thẳng. Bây giờ cái bộ lao giết được tôi đây, quá khó cho đối thủ. Gậy gô, được luôn. Hay quá. Đồ này tí cho Scarlet Lancer thôi anh em. Lên 10 kiếm Scarlet Lancer. Ngon luôn. Cướp điền nha anh em nhá. Cướp điền trước. Tôi cứ lấy cướp điền trước đã. Còn cái hút máu trừ giáp này để sau. MKB để sau. Cướp điền đam nhiều hơn anh em ạ. Tăng tốc đánh. Rồi, kẹp cá vào đã. An toàn. Rồi, chúng ta nghỉ một round nha anh em nhá. Chưa có phải roll vội. Nghỉ một round đã. Timing anh em ạ. Timing nó phải chuẩn. Đấy, nó là cái timing ấy, nó gọi là form bài từng round một ấy. Timing chuẩn một cái là ok luôn. Nha anh em nhá. Cứ từ từ, tôi nhìn ở đây là tôi thấy là vẫn chưa có cái thằng nào có cái cửa nào mà ăn được tôi đâu. Goblin đúng không? 6 Goblin, 6 Mech, Nguyễn Linh. Vớ vẩn gặp tôi là đi luôn ấy, thật. Đây rồi, gặp mết rồi nhưng mà kẹp cá các bạn ơi. Cũng càng đấy, cũng càng đấy, cũng càng đấy, cũng càng, nhưng mà Doom anh em thấy không? Tôi lấy Berlin cho Doom, Doom một con già ở kìa. Đấy, già quẹt được phát lửa đúng không? Ui mẹ, gần chết hết ạ. Ui đừng, giết nó. Ui mày quá anh em ơi, tí nữa thì mất chuỗi nhá. Căng thẳng chưa, vẫn là tính toán, vẫn là vừa đủ. Anh em ạ, chuẩn đến từng như là mm luôn. Không, phải nói là la lô mét anh em nhá. Tầm này tham mình quá chuẩn rồi. Đây rồi. Ron không phải là Ron ở 50 đô đâu anh em ạ. Ron là thấy nhận thấy là có nguy cơ mất chơi một cái là tôi Ron luôn đấy. Tham mê anh em hiểu không? Rồi. Đấy, khi anh em lên queen tức là trình độ anh em là nó đã rất cao rồi. Đấy, trình độ anh em ở các cái mức rank queen ấy là hầu như là biết là form đội hình gì là mạnh này. Rồi chuyển bài như thế nào để counter đối thủ là gần như biết hết. Nếu mà chăm chỉ xem các clip của tôi hoặc là xem những cái clip của các streamer khác là cũng có thể biết được là chuyển cái gì để counter. Đấy. Là cái counter lúc đấy thì thực ra là nó bình thường thôi. Đấy, cái trình độ lúc đấy là nó phân cấp là có thể là có rất nhiều người biết counter lẫn nhau rồi. Đấy, xếp bài các thứ để counter này. Rồi thì chuyển đội hình để counter này. Nhưng mà cái tham minh này thì nó lại lên một cái tầm cao mới nhá anh em nhá. Tức là nếu cái việc tham minh là anh em phải thông thạo tất cả các layup là một. Thứ hai là anh em có một cái cảm nhận chỉ trong game nó rất là rõ ràng ở từng round. Đấy, đánh giá được cái đội hình ở từng round của 8 người chơi. Đây rồi. Kiếm hồn, đương nhiên rồi. Tôi đến bây giờ tôi cứ bộ meta là tôi phang thôi anh em. Vô địch luôn. Anh em nhá. Bán con tôi sẽ bán một con đi, bán con gì đây? Bán con này đi. Vẫn sẽ phải giữ Marine. Vẫn phải giữ Marine anh em ạ. Đấy, tôi nói rồi mà. Cái lúc mà tôi cần xả tôi sẽ xả thôi. Ok nha anh em nhá. Mạnh quá rồi. Thực ra nếu mà Lancer lên 2 là sao là tôi vứt Marine đi thôi. Bởi vì là nó cũng chả cần. Lancer lên 2 sao rồi sợ gì mấy cái thằng mết đâu. Vô tư. Đấy, con thằng này Warlock rồi. Warlock dồn đồ cho Scarlet Lancer thì đánh vào tự chết. Sai lầm của đối thủ đấy rồi. Quá căng thẳng anh em ạ. Xả tiền tiếp rồi anh em. Xong rồi. Thôi anh em ạ, 100% máu đến hết game nha anh em nhá. Không cần Marine nữa, bây giờ tôi kẹp hồn vào đây. Ê, quá căng thẳng.
Cái trò này ấy, nó phân ra thành từng cái cấp độ nó cũng rất là rõ ràng. Đấy, từ cái rank lúc mới chơi này, cái rank tốt ấy, rank tốt đến rank ngựa là chủ yếu là làm quen với game thôi. Còn chưa thông thạo những cái hệ tộc là tộc gì, hệ gì. Đấy, thì lúc đấy người ta chỉ làm quen với game thôi. Để tìm hiểu về game, tìm hiểu coi như là biết được là cái chức năng của từng hệ tộc, từng con tướng đã. Đấy, tôi nghĩ là cũng phải lên beat shop hoặc là lên chỉ ít là lên rúc 1, rúc 2 thì mới bắt đầu là coi như là thuộc hết tất cả các skill của các tướng. Đấy, rồi thuộc hết các hệ tộc kết hợp với nhau. Đấy là nó là xong qua một cái quá trình rồi, là lên một cái tầm mới rồi. Đấy, sau khi thuộc hết những cái thứ đấy thì là sẽ anh em sẽ lên rúc. Anh em lên rúc xong thì bắt đầu là sẽ có một cái quãng thời gian rất dài để có thể là lên King Queen. Bằng cái việc là lúc đấy là phải bắt đầu là tìm hiểu là xem là kết hợp hệ tộc nào thì nó mạnh. Đấy, mạnh đã để chơi được là dễ chơi đã. Không phải chuyển bài nhiều mà lúc đấy là phải dễ chơi đã để có thể lên được King. Thì đó, cái mức mà rúc 9 lên King ấy nó cũng là cả một vấn đề. Có rất nhiều anh em gác cổng là vì thế. Bởi vì là anh em đưa ra được những cái đội hình mà nó quá khó chơi, hoặc là nó không phù hợp với meta, hoặc là không phù hợp với cái mức rank của anh em. Đấy, mà anh em mà biết được cái loại thể loại mà anh em chơi được rồi, anh em bắt đầu chơi thông thạo một vài bộ. Và tôi nghĩ là cái tầm mà rúc 9 lên King thì chắc là sơ farm một bộ thôi. Đấy, sơ farm một bộ gọi là thông thạo nhất của anh em để có thể lên được King. Đấy, thì lên cái mức đấy thì là bắt đầu là lên King rồi thì bắt đầu khó lên rồi. Là lúc đấy là gặp nhiều những các cái đối thủ mà cũng chơi những cái bộ meta giống mình rồi. Đấy, để mà lên được Queen thì nó lại phải khác nữa. Đấy, nó phải từ cái mức mà King lên King 3 là bắt đầu khó. Đấy, thì lúc đấy là phải làm gì? Là ngoài cái việc là biết chơi những cái lineup meta ra thì lại phải biết là gì? Xếp bài counter. Đấy, xếp bài counter đối thủ. Biết tính rao gặp đối thủ để còn counter. Đấy, biết gì nữa? Biết là chuyển bài, đấy, chuyển về cái lineup gì đấy để có thể là counter đối thủ trong cái giai đoạn solo late game. Khi mà thông thạo những cái đấy thì anh em có thể là lên được Queen. Đấy, lên Queen là ok. Đấy, còn nếu mà để mà đẩy lên một cái tầm cao khác nữa nha anh em nhá, nó vượt qua cả những cái mức rank Queen luôn. Đó là một cái mức rank gọi là top server Queen ấy, thì nó sẽ là tham minh, tôi nghĩ là như thế. Chắc chắn nó sẽ là tham minh, sẽ là cảm nhận của từng cái ván đấu, xem là chọn lineup gì. Đấy, đi cái lineup gì. Đấy, chọn xả tiền thời điểm thích hợp, giữ tiền xả tiền như nào. Thì cái đấy ấy, là chắc chắn là phải là thông thạo tất cả các lineup. Đấy, tôi nói luôn, nếu nó cái tầm khác hẳn luôn đấy. Nên là anh em nếu mà muốn là anh em chơi cực hay như thế thì anh em sẽ phải chơi rất nhiều lineup. Đấy, còn nếu mà anh em chưa biết cái lineup nào thì anh em có thể xem clip của tôi chơi như nào, lấy đồ như nào. Đấy, hay xả tiền như nào, anh em có thể là xem clip của tôi, anh em sẽ hiểu ra rất nhiều vấn đề nha anh em nhá. Tôi là ở trong clip là toàn bộ là nó phơi ra hết rồi, anh em chỉ việc làm theo thôi. Đấy, còn anh em có thể là anh em vẫn chưa làm theo được bởi vì là trình độ của anh em chưa đến cái mức đấy nha anh em nhá. Thì anh em sẽ phải lên dần dần. Đấy, tất cả các cái mức level nó sẽ phải lên dần dần thôi, chứ nó không thể một phát nó lên luôn được đâu. Nhưng mà cái trận này thì tôi cũng nói luôn là rơi vào cái tầm này thì nó là vô địch rồi anh em, 100% màu đến hết game. Cái tầm này không thằng nào ăn đuổi tôi nữa rồi anh em ạ. Tôi không cần cái con kiếm hồn nó phải lên 2 sao. Nhưng mà nếu mà kiếm hồn lên 2 sao ấy là tôi sẽ dồn đồ cho kiếm hồn anh em nhá. Đấy, mà cái tầm này anh em thấy không, bây giờ tôi lại vẫn là cái người nhiều tiền nhất luôn, 50 tiền mặc dù tôi xả rất cắt. Tôi xả những có cái lúc đầu game ấy, mấy cái round đầu tôi xả hết bố tiền luôn mà. Nhưng mà bây giờ tôi vẫn là cái người 100% máu và đấy, 50 tiền anh em ạ. Bây giờ đúng là mình là người có tiền mà. Quá dễ luôn. Bây giờ nói thật với anh em nhé là không thằng nào nó ăn được tôi đâu. Tôi không bao giờ mất chuỗi hết. Bởi vì làm sao, tôi có 50 tiền. Bây giờ có một cái thằng nào ấy mà tôi đánh giá là có cái nguy cơ ăn được cái bài này của tôi ấy, là tí nữa tôi chuẩn bị bài là tôi chuyển bài và tôi counter luôn với cái số lượng tiền nhiều như này này, thì không có thằng nào ăn nổi tôi được luôn. Chắc chắn luôn đấy. Tầm này bây giờ là nói chung là vào trận này xếp, chắc là cũng xếp vào một cái trận đấu mà cái trình độ của nó bị chênh quá, nó bị chênh lệch quá anh em ạ. Thật, trình độ quá chênh lệch. Kể cả trong trận đấu có Queen thì đánh cũng tùy thôi anh em. Đấy, tôi nói rồi mà, Queen nó có Queen giết Queen giáp. Đấy, Queen vừa mới lên Queen nó khác. Còn
Còn tôi phải gặp những cái đối thủ mà nó phải top server ấy thì những cái trận đấu đấy mới gọi là cân bằng, chứ còn cái tầm trận này có vẻ hơi đuối, hơi đuối. Bây giờ là round 33 mà có lẽ là không sống nổi đến round 35. Không sống nổi đến round 35 luôn. Bây giờ chỉ còn là ở đây là anh em cũng có thể thấy là chúng ta còn có 3 nhà đó. Đấy, và trận đấu kết thúc ở round thứ 34 à. Quá nhanh anh em ạ, thật sự là như thế luôn. Giờ cái tầm này không thằng nào nó ăn nổi. Round này là sẽ đẩy hai thằng đi này. Round này sẽ có hai thằng đi. Vậy là round 4 là hết. Round 34 là hết anh em ạ. Chắc chắn rồi. Lấy cái cửa gì mà ăn được. Cũng khỏe đấy, cũng khỏe đấy. Nhưng mà con này nó kẹp hồn mà. Trời ơi, mạnh quá anh em ơi. Tôi đã cẩn thận tôi lấy cái MKB rồi. Nên là cái con kia nó không hồi máu được anh em ạ. Berserker không hồi máu được thì cũng xuống hố thôi. Còn round này chắc round cuối rồi anh em ơi. Xả hết tiền đó. Kiếm hồn này. Ra đi bạn này. Kiếm hồn. Đây rồi. Trò chơi kết thúc anh em nhá. Kiếm hồn rồi. Nhưng mà từ từ đã. Từ từ đã. Chưa được, chưa được, chưa được. Từ từ đã. Đồ cứ để trên Second Lancer nhá. Nào sao. Lốt thằng này đã. Lốt thằng này đã anh em ạ. Anh em nhìn thấy con Dash Split kìa. Chơi Warrior gặp Dash Split 2 sao nhá. Mà anh vẫn vô tư luôn. Cảm giác nó đốt, nó không đốt vào máu luôn ấy anh em ạ. Nhìn Dash kìa. Đánh nhau 6 block ấy. Thằng này đi rồi. Rất tiếc là Second Lancer tôi ôm rồi. Lấy đâu ra mà có để mà chơi. Mà kể cả có chơi ấy, có lên được 2 sao thì cũng không ăn được đâu. Đánh vào phản chết luôn. Rồi. Giáp xoay. Ghép lốt đồ thôi anh em ơi. Mà tôi cũng không nghĩ ra là có thể là lại đến round 36. Quá mất thời gian ạ. Đuổi round 34 là tôi nghĩ là nếu mà tôi gặp hai thằng thì là trận đấu kết thúc rồi. Ai ngờ lại kéo đến round 36 thêm được một round cho đối thủ nữa mà. Tầm này thì bây giờ nó quá mạnh rồi. Bây giờ thì nó là mắc binh rồi nha anh em nhá. Đội hình này là mắc binh rồi, không hơn nữa rồi. Muốn hơn thì chỉ có Silencer 3 sao, kiếm hồn 3 sao thôi. Chứ còn cũng không để gia tăng được sức mạnh nữa rồi. Nó là mắc binh trong bộ 9 Warrior kẹp hồn rồi đấy. Đây rồi. MKB thôi chứ còn gì nữa. Thế là sao. Rồi tôi sẽ chuyển đồ cho kiếm hồn nhé anh em nhé. Kiếm hồn bây giờ mới thật sự là mắc binh này. Blink lên phát là chết một con luôn. Đấy. Ok. Đồ tím thì dồn cho Second Lancer thôi. Đồ cam thì dồn cho kiếm hồn. Trận này chính là tôi còn không có đồ cam vứt sang cơ. Mấy cái nhà kia chết là không vứt đồ cam sang cho tôi. Đấy, nhưng mà không sao, cái đội hình vấn đề là cái đội hình meta anh em ạ, nó mạnh. Bổ mấy phát chết hết rồi. Kiếm hồn đam to. Nó cứ blink được một phát mà tung trưởng được là cái phát chém của nó rất to. Cái phát chém đầu tiên của nó là x6 ấy, cái phát chém thứ hai là x3. Nhân 3 sức mạnh tấn công luôn. Ui rồi, làm gì có cái cửa anh em. 100% màu đến hết game với cái đội hình này. Quá dã man. Đúng rồi, đội hình meta chân ái luôn. Meta là chân ái anh em ạ. Đấy, anh em làm mà leo lên queen mà chưa leo lên lên queen anh em cứ phang cái đội hình này cho tôi nhá anh em nhá. Cứ yên tâm. Đảm bảo anh em luôn. Ít nhất là top 3. Nếu mà chơi mà gọi là bình thường không hay lắm thì cũng phải top 3. Còn nếu mà anh em chơi hay mà anh em lại có một chút may mắn nữa như tôi thì có khi lại vớ vẩn lại cũng 100% máu đến hết game. Để anh em nhá, anh em cứ thử đi, yên tâm.
Tôi đảm bảo với anh em luôn là nếu mà anh em chưa thể lên được Queen thì anh em chơi đội hình này quá dễ. Quá dễ để mà lên Queen luôn ấy, tôi nói thật với anh em. Đấy, còn nếu mà chả may mà anh em xem cái clip này, sau đó anh em cũng chơi cái đội hình này mà anh em lên được Queen thì anh em quay lại đây anh em comment cho tôi nhá. Anh em thử xem anh em nhá. Rồi, cảm ơn anh em rất nhiều. Anh em thấy hay để lại tôi một like. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem các clip khác của tôi. Và nếu còn thời gian thì anh em có thể chọn clip bên trái. Trong trận đấu tôi gặp anti fan và nó chửi tôi đã quyết định cho nó một cái bài học. Anh em xem hay lắm anh em ạ. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải, một trong những cái bộ phim gay cấn nhất của tôi, Đài Hát anh em nhá. Và cuối cùng, nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên cũng như là donate để ủng hộ tôi bằng cách ấn vào link ở trên cái màn hình kết thúc hoặc link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye.